Chào bà con, xin chào các bạn. Thì ở các clip trước ấy thì mình đã nói nhiều về về bản chất của tranh 3D rồi. Thì thực sự tranh 3D là những không gian, và khi đưa một không gian vào một cái không gian khác thì nó sẽ làm thay đổi cái không gian của chúng ta đi. Và đấy là cái mục đích, đây là cái lý do mà chúng ta sử dụng các cái bức tranh 3D, đặc biệt là tranh 3D khổ lớn. Đó. Thì ở cái chiều ngược lại thì không gian của chúng ta nó cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng đến bức tranh, có thể là làm tăng hoặc là làm giảm cái hiệu quả trang trí của bức tranh đi. Đấy, thì ở đây là một cái ngôi nhà người ta thiết kế rất là hay, khá là hay, khi mà phòng khách và phòng ăn gần như được đối thông với nhau và tạo ra một cái sự thông thoáng rất là đáng kể. Đấy, thì ở đây chúng tôi thiết kế hai bức tranh như thế này. Đấy, ở phía bên tay phải của chúng ta thì là một bức tranh cá 3D rất là đẹp như này. Đây là tranh UV phủ bóng nano cực kỳ nét, có thể nét hơn tranh kính nhá. Riêng tranh phủ bóng nano thì mình thấy là nó có thể là nét hơn cả tranh kính luôn. Và đây là cái màu của cái bộ bàn ghế của chúng ta thôi, chưa cần phải nạp khung. Thì mình đã khuyên các anh chủ nhà là anh lên làm bộ khung, nó cũng nên làm cùng màu với bộ bàn ghế này. Cái sự đơn giản nhưng mà rất là vừa vặn của bộ bàn ghế nó nâng cấp bức tranh này rất là nhiều, đúng không? Cái mẫu tranh người ta lựa rất là đẹp, và đặc biệt là cái dàn đèn ở cái kích thước là bức tranh cao có 1,38 m thôi, nhân với chiều rộng là 2,5 m. Thì đối với chiều rộng thì rất là ok, và người ta bố trí một dàn đèn ba cái bóng đèn led ống như này trên một cái chiều dài 1,25 m thì rất là ok. Nhưng mà nếu chiều cao chúng ta đẩy nó lên được khoảng 1 gang tay nữa đấy, thay vì chúng ta làm 1,38 m chúng ta có thể làm 1,5 m hoặc 1,6 m, mình nói nôm na là lên cao hơn khoảng 1 gang tay nữa, thì chúng ta thấy cái biên độ của nó còn thoải mái để chúng ta có thể làm cao hơn được, đúng không? Thì cái chiều sâu của bức tranh nó sẽ được giải quyết rất là hay. Đấy, ở bên này cũng thế, chúng ta thấy là cái biên độ còn cho phép chúng ta đẩy lên 1 gang tay nữa là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta không đẩy lên thì bức tranh nó hơi bị bó ngang một chút, cái không gian của nó mở, nó không 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 không, không phải là hoàn hảo lắm. Thì tất nhiên cái sự cân xứng của hai bức tranh hai bên cộng với cái thiết kế rất là khéo léo từ trong vào đến từ ngoài vào trong, cho nên là nó hạn chế rất là nhiều đi cái nhược điểm của các ô tranh rồi. Tóm lại là đây là một cái công trình tranh có thể đạt điểm 8, 9 trên 10. Thì hy vọng là mọi người có thể tăng cái ưu điểm và giảm cái nhược điểm của công trình này nhé. Xin chào mọi người.